Đây, xin chào các bạn. Đây là ông Cặp Bạn Năm. Hôm nay là ngày đã kêu gọi những người bạn cựu chiến binh để mà ăn tiệc mừng vì ngôi nhà đã xong rồi các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi hết cái video này nhé. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Bye bye đi. Đây các bạn ơi, gia đình ông Cặp Bạn Năm đã chuẩn bị 4 mâm con gà nguyên nướng xong. Và đây là cơm lam để bày tiệc cho các hội cựu chiến binh đến thăm và trao nhà cho ông Cặp Bạn Năm. Và hai bầu rượu ghè để ông Cặp Bạn Năm bày tiệc mừng vui ngôi nhà mới. Chào các bạn, hôm nay mình gặp cho ông Nguyễn Xuân Bắc. Nguyễn Xuân Bắc là người thường vụ thị trấn Chư Sê. Ông hãy giới thiệu tên của mình. Tôi là Nguyễn Xuân Bắc, là thường vụ thị trấn Chư Sê, cũng là người xây dựng cái nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Cửa Bá Năm. Cái nhà này xây dựng hết tổng số tiền là hết 60 triệu. Xây dựng nên hết 2 tuần để hoàn thiện cái nhà cho ông Nguyễn Văn Năm, là nghĩa tình đồng đội, cũng là cựu chiến binh của làng Kê. Xin cảm ơn Nguyễn Xuân Bắc. Xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Bắc. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi hết cái video này nhé. Ăn mừng vì ngôi nhà của cựu chiến binh tặng cho ông Cặp Bạn Năm đã hoàn thành. Hôm nay là ngày lễ ăn mừng tân gia của nhóm của cựu chiến binh. Cảm ơn các bạn. Bây giờ kính mời toàn thể các đồng chí và bà con ổn định tổ chức để chúng ta bước vào làm lễ. Làm lễ. Trước khi vào làm lễ thì xin phép tôi thông qua các chương trình. Nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Một, ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Hai, báo cáo tóm tắt kết quả phát động thi đua, quyên góp và thi công công trình. Thứ ba, thông qua biên bản và ký biên bản bàn giao chìa khóa. Thứ tư, giới thiệu nhà tài trợ lên tặng quà. Thứ năm, phát biểu ý kiến. Bây giờ báo cáo với đồng chí là coi như huyện không có nữa, cho nên thì chỗ thị trấn có phát biểu gì không? Thứ sáu là phát biểu cảm tưởng của chủ nhà. Thứ bảy là đáp từ và phát biểu cảm ơn kết thúc buổi lễ. Đúng rồi, xây dựng một căn hộ giúp cho hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở đến nay đã hoàn thành. Hôm nay thường trực hội cựu chiến binh huyện Chư Sê tổ chức lễ khánh thành và bàn giao cho gia đình hội viên cả ba năm thuộc chi hội cựu chiến binh thôn Kê thị trấn Chư Sê để đưa vào sử dụng. Về giữ lễ khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội, hôm nay thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu. Ở huyện có ông Nguyễn Xuân Thủy, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ông Rơ Ma Bầu, cán bộ mặt trận tổ quốc huyện Chư Sê. Các đồng chí ban chấp hành hội cựu chiến binh huyện Chư Sê khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Về lãnh đạo đại biểu thị trấn Chư Sê gồm có các đồng chí như sau: đồng chí Nguyễn Huy Hướng,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Chư Sê. Đồng chí Nguyễn Văn Năm Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn. Và đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí. Tỉnh Đảng bộ Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 75 năm thi đua quyên góp quỹ nghĩa tình đồng đội, thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai do Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện chủ động quán triệt tổ chức phát động và đã có 16 trên 16 cơ sở hội ký kết, 131 trên 131 chi hội đăng ký thi đua và 2.639 trên 2.639 cán bộ hội viên hưởng ứng thi đua. Sau một thời gian tháng phát động đã có cán bộ hội viên đúng rồi, cả bà con đâu, bà con ở đây có mời vợ chồng nhập vào ra nhận nhà dài chứ. Chí Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Hội nạn nhân chất độc da cam. Kính thưa đồng chí Đỗ Quang Đại, Chủ tịch Cựu chiến binh huyện Chư Sê. Kính thưa tất cả các đồng chí tham dự cái buổi lễ trao tặng nhà cho nghĩa tình đồng đội cho đồng chí cả ba năm. Thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy thị trấn ghi nhận biểu dương cái tình cảm của tất cả các đồng chí cựu chiến binh huyện Chư Sê đã dành cái sự quan tâm đặc biệt đối với gia đình đồng chí cả ba năm. Và sự quan tâm đó hôm nay đã được gia đình đón nhận và được tặng một ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng. Thế thì thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy thị trấn ghi nhận biểu dương cái tình cảm mà tất cả các đồng chí cựu chiến binh huyện cũng như cựu chiến binh thị trấn đã dành cho gia đình. Chúc các đồng chí cựu chiến binh huyện, các đồng chí cựu chiến binh thị trấn cùng các cái nhà tài trợ doanh nghiệp đã dùng những cái tình cảm một cái phần nhỏ để giúp cho gia đình và thay mặt cho Đảng ủy thị trấn ghi nhận biểu dương và chúc các đồng chí cùng với gia đình cả ba năm sức khỏe thành công trong cuộc sống. Xin hết kiến. Cảm ơn.
lại đổ tôi đi. Rồi, cảm ơn anh Hướng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thủy, chủ tịch hội nhà nhân chất được Gia Cam Rơi Xuyên Duyên lên tặng quà cho hội viên cả các em. Cái giường mà làm sao cái kiểu đông dầu. Cái này xin làm thêm đứa nữa. Để chứ cho mình đông dầu. Vâng, cảm ơn anh Thủy, Nguyễn Xuân. Cảm ơn tiếp theo kính mời đồng chí Đỗ Quang Đại, chủ tịch hội cựu chiến binh huyện lên phát biểu đáp từ cảm ơn và kết thúc. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam huyện Chi Sê. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Minh, phó bí thư đảng ủy thị trấn Chi Sê và các đồng chí lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của thị trấn. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân và hội viên hội cựu chiến binh của thôn Kê thị trấn Chi Sê, thì hưởng ứng cái phong trào thi đua là lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Gia Lai và kỷ niệm chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025, thì huyện hội đã tổ chức phát động cho toàn thể cán bộ hội viên trong toàn huyện là ủng hộ quyên góp quỹ nghĩa tình đồng đội để xóa một nhà rột nát cho các hội viên cao bản năm. Thì đến nay thì công trình hoàn thành và đưa sử dụng, và hôm nay chúng ta tổ chức bàn giao. Thì thay mặt cho thường trực hội cựu chiến binh huyện, trước hết là xin cảm ơn sự quan tâm và lãnh đạo, rồi sự phối hợp chặt chẽ của đảng ủy, ủy ban nhân dân và mặt trận tổ quốc Việt Nam của thị trấn Chi Sê đã phối hợp là có cùng là tài trợ với số tiền là 10 triệu đồng. Hai nữa là cảm ơn tất cả cái tinh thần tương thân tương ái, cái tình cảm, cái tình đội của toàn thể là cán bộ hội viên hội cựu chiến binh huyện Chi Sê để có cái thành quả là chúng ta đã thu được là 40 triệu tiền quyên góp ủng hộ để có cái thành quả là xây dựng cái nhà những cái tình đồng đội cho hội viên cao bản năm hôm nay. Thì đây là cũng là thể hiện cái truyền thống, cái bản chất bộ đội cụ Hồ, thì cũng mong rằng là chúng ta tiếp tục là duy trì và phát huy tốt cái chương trình này. Thế cũng hôm nay là thay mặt cho thường trực hội cựu chiến binh huyện cũng xin cảm ơn là các đồng chí đại biểu đã có mặt để dự cái lễ khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cao bản năm. Cảm ơn phóng viên đài truyền thanh truyền hình huyện cũng đã đến dự và đưa tin. Và một lần nữa là xin thay mặt cho thường trực huyện hội xin chúc tất cả các quý vị đại biểu, chúc cho gia đình hội viên cao bản năm là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, và mong rằng là với cái tinh thần là tự lực tự cường và với tinh thần là giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo để vươn lên làm giàu chính đáng, thì cũng còn nhiều hội viên chúng ta sẽ tiếp tục là có những cái đóng góp để là cùng là giúp nhau trong cuộc sống. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu và các đồng chí, xin cảm ơn. Từ cái lễ bàn giao chúng ta vào thăm quan cái gian cái nhà, rồi sau đó tôi xin mời các đồng chí ra khỏi những kia cho gia đình như vậy là chưa lãi, xin mời các đồng chí.
Video của mình đến đây là kết thúc. Mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Và mình xin chân thành cảm ơn. Và hẹn gặp lại các video lần sau. Xin cảm ơn.